À, Quảng Nam gần như nhà nào cũng có khẩu hiệu này. Nhà nào cũng có cây cao cao ngất. Cau đặc trưng của Quảng Nam, rất nhiều cây cau, nhà nào cũng trồng cau. Này họ ngoài này họ cũng gieo sạ, không có cấy. Người dân ngoài ngoài này vẫn còn ăn trầu, cho nên nhà như rất nhiều nhà còn trồng cau. Nhưng mà ở đây riêng có cái là chút đỉnh là quý vị cũng hoan hỷ
vui nhận với tấm lòng vàng của những mảnh quý thường nhiều đó mà và những vị không có mặt thì bây giờ sẵn sàng đây thì cho xin gửi lời thăm sức khỏe tất cả quý vị, cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn luôn sức khỏe, Bồ Tát Bồ Đề Tâm luôn luôn tinh tấn hướng về Phật để mình có đường, mình đến đây mình chỉ trụ đây rồi nợ nần mình trả hết rồi mình đi về xong xuôi rồi mình đi khỏe. Rồi cái gì mà mấy vị làm được thì mấy vị thắng thôi, còn cô nói thì trong cái thông thường đó là thất thương, còn cái làm được kết quả được là do quý vị ai như đạo Phật. Rồi quý vị bây giờ sắp hợp để mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi mình bước cùng mình đi ra luôn, mình không cần phải lộn xộn. Cô không còn và điểm thứ nhất nữa là cô không còn về đây cũng được năm sáu năm kia hai năm, năm nhưng mà cũng có duyên học bổ sư về đây sư thấy rất là ấm bụng, bởi vì ở đâu có Phật tử có mặt là cung cấp tất cả cái tâm linh chung sống như trong ngôi nhà Phật, là tuy rằng nó chậm nhưng nó sẽ phát triển được mạnh dạn hơn và thống thoát hơn và sẽ thành công nhiều hơn. Tất cả Phật tử ở chùa Bảo Hải, huyện Tân Thành, nói chung tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng là có một tấm lòng để hướng về, nhưng mà quý vị ở trong đó có một cái tâm hướng về đây thì tất cả ở đây có hai cô trụ ở đây không có gì hơn, thì trước hết kính lời xin hồi hướng công đức của ni sư tại chùa Bảo Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúc ni sư luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ, tất cả Phật sự viên thành, và cầu nguyện cầu chúc cho tất cả Phật tử kẻ nhiều người đóng góp một số tịnh tài tịnh vật để gửi về đây để tặng cho Phật tử đồng bào ở đây. Thì ở đây có hai sư ở đây không có gì hơn, xin gửi lời về cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiện Thánh Tăng, Thiên Long Quốc Cổ Hộ Pháp Hiện Thánh Hiện Từ Gia Hộ cho những cái Phật tử cùng khách cùng quản lễ viên sư hướng tâm về đây. Nam Mô A Di Đà, hướng tâm về Phật Pháp để niệm Phật A Di Đà Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đến cái ngày mà mình hay tuổi thọ tâm trung của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kế này là sư cũng biết lời của sư Thiền Quang, vì sư Thiền Quang với sư cũng càng kề tuổi thơ, nhưng mà ở đây về đây có việc Phật sự, đây là Phật bổ xứ thổ địa ở đây cũng gì đời rồi. sư để mít thì xin quý vị cũng như là một mái ấm gia đình, cũng một ngôi nhà tâm linh, và chung mái chung sức chung làm chung vai để mỗi ngày ngôi tâm bảo này luôn luôn tăng tiến hơn, cao hoàng hơn, dù cho một chút đi nữa nhưng mà nhiều chút đó nó thành nghĩa là thiểu thành đó. Thì sư có đôi lời kêu gọi quý vị, nhưng mà trong cái vai của sư là cũng như là sư bác của chị thầy của cô Hoàng Bá Sư là đồng sư là chùa ở Thành, và do đây có lẽ mình gặp nhau trong cái ngôi nhà này rất là ấm. Thì bây giờ mấy vị tâm thần như này, mấy vị niệm Phật cái cô đứng hết đại hệ đừng ăn đợi hết ngày đi niệm Phật Oh.
lệnh cho ban dân chính, ban công tác mặt trận của khu 6 Mỹ và toàn thể bà con nhân dân trong cái khu Hóa Mỹ Cụng. Tôi xin có đôi lời trước hết cũng thay mặt địa phương và bà con xin chân thành cảm ơn sư bác, các sư, các đạo hữu, các Phật tử đã không quản ngại đường xá xa xôi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đây trong tiết trời không thuận lợi, rất là lạnh lẽo, tuổi cao, nhưng mà các sư và các vị trong đoàn thiện nguyện đã về cùng với bà con với những tấm lòng tình cảm rất là đáng trân trọng, thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn cái tấm lòng từ bi bác ái của sư bác cũng như quý vị. Và cũng không gì hơn, nhân dịp bước qua năm mới, vừa bước qua năm mới dương lịch 2021 mà chúng ta chuẩn bị đón xuân Tân Sửu, thay mặt địa phương và thay mặt bà con, chúng tôi xin kính chúc sư bác, các sư, các đạo hữu, các Phật tử của chùa Bảo Thải ở Vũng Tàu một lời chúc mạnh khỏe và mong các vị tiếp tục đồng hành cùng dân tộc và làm cái công tác Phật sự được viên mãn. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, đó là cô đây là cô đưa qua đúng rồi. Đây, ok rồi. Ok rồi.
lấy đóng qua bông gì hơn người dần là bông gì giá đẩy nó còn chúc
chút người vô lãnh đi. Con có ông đi con ông đi đi cháu rồi làm gì cho đèn con ở đây mày về cho đèn ở đây đi về cho người con ở đây cái này vô đây.